xin chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc đến với kênh Thiên Văn Audio Đại Dương. Hôm nay trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những con radio cassette cũng vô cùng các bác săn tìm, đó là con đài sáp GF787. Em này là anh em ruột thịt của 757 các bác nhé. Con này thì cũng rất nhiều các bác thích bởi vì nó có cái tông màu rất là khác biệt. Nó là cái tông màu của nó hơi ngà ngà vàng. Đó. Thì trước mắt các bác đây là con đài sáp GF787 các bác nhé. 787. Em này thì có cái tông màu hơi ngà ngà. Cái màu hết sức là đặc trưng, nó không hẳn là trắng hẳn mà cũng không hẳn là vàng hẳn, nó hơi ngà ngà ánh ánh. Đó, đây là cái màu rất là khác biệt, đặc biệt luôn các bác nhé. Cái này là cái màu nguyên thủy của nó các bác nhé. Đấy, màu nguyên thủy của nó. Nếu như mình nhìn thực tế thì nó hơi có độ ánh kim vàng vàng, ngà ngà. Tôi sẽ quay hết sức là chậm rãi và cận cảnh để các bác bị ý tinh. Đầu tiên thì giới thiệu về con này. Con 787 này thì về bản chất thì em này với em 757 thì không khác nhau. Bởi vì nó chỉ khác chút là con này nó có thêm hệ thống chỉnh check bass riêng biệt. Và có chỉnh cho vang nhại cũng như là chỉnh cho phần echo riêng biệt luôn các bác nhé. Đó, đây là cái đầu tiên. Và cái thứ hai là cái màu con này nó khác hoàn toàn. Màu con kia là cái lưới loa là sẽ là màu màu trắng các bác nhé. Thì con này lưới màu đen. Lưới màu đen. Và con kia thì cái màu của đời thường rồi, của nó màu ghi. Thì con này nó màu hơi ngà ngà bằng chanh. Đây là cái khá đặc biệt của những cái dòng này. Đấy, chứ còn về cơ bản thì rất giống nhau. Rất giống nhau luôn chứ phải không. Tôi sẽ quay chậm rãi cận cảnh để các bác bị ý tinh. Con này đầu tiên sử dụng một cái cặp loa bát 16 phân các bác nhé. 16 phân. Công suất maximum của nó đến 8 hay 10W thì đó. Rất là khỏe luôn các bác nhé. Ngoài ra thì có một cái loa check. Loa check ở phía trên này. Check ở phía trên. Con này về cơ bản thì hình thức còn khá là đẹp các bác nhé. Khá là đẹp, khá là sang sủa. Tôi sẽ quay khá là chậm rãi cận cảnh để các bác bị ý tinh. Các bác bị ý tinh. Con này sử dụng cái mặt sóng màu xanh. Mặt sóng màu xanh. Còn em 757 thì mặt sóng màu đen các bác nhé. Nó khá khác nhau một chút xíu. Về cơ bản con này là khác nhau về cái tông màu. Đó, hình thức thì em này còn rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Viền lớp mạ còn rất là ok các bác nhé. Lưới loa rất đẹp, không có han gì hết. Rất là đẹp. Em này thì nhiều khi cũng có lúc thì trên thị trường đẩy giá này rất là cao các bác nhé. Đẩy giá này rất là cao. Bởi vì là cũng có thể một phần là em này cũng khá là hiếm. Khá là hiếm cho nên cái giá có lúc đẩy rất là cao. Các bác thấy người ta giữ rất là tốt. Tất cả các cái phần này là không có bị chảy xước cái gì. Giữ rất là tốt luôn các bác nhé. Cái bạn nó rất là ngon. Giữ rất là ok các bác nhé. Con này thì có một cái đường chạy AC và một đường DC các bác nhé. Đường DC con này chạy tới cả 10, con này có thể chạy 12, 15V để tôi kiểm tra lại. Chạy 15V các bác nhé, 15V. Đó, 15V. Cho nên công suất này rất là khủng các bác nhé, công suất này rất là khủng luôn. Đây là phía sau đó các bác này. Phía sau em nó rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó, cả cái này có cái tông màu nó hơi ngà ngà rất là hay. Toàn bộ phía sau các bác em rất đều, rất đẹp luôn. Và đây là cái mác của nó các bác này. Đấy, đây là model của em nó đây. Sáp GF787. Và đây là số series của nó các bác nhé. Số đầu, hai số đầu lặp là 2020 và đuôi của nó là 893. Đây là đường line in của nó này các bác này, line in line out. Bốn cái lỗ này là để chỉnh cho tốc độ của ghi hoặc là nhanh chậm. Rất là tiện, các bác không phải mở ra. Con này sử dụng tới 10 quả pin nha các bác nhé. 10 quả pin. Và con này sử dụng pin là pin side D, pin đại 10 quả. Rất là khủng luôn, 15V.
Ngoài ra thì có các đường để giao tiếp ra loa. Hôm nay thì còn rất là đẹp. Tôi xin phép bắt cơ bản khoảng độ 6 con ốc, và lát nữa tôi sẽ tháo cho bác xem cái phần ruột gan của em nó, để các bác trải nghiệm thực tế xem ruột gan nó như thế nào. Ok, tôi sẽ tiến hành test chức năng để các bác nghỉ tinh. Con này thì âm thanh của nó rất là chất luôn các bác nhé. Đây, tôi sẽ test cho bác xem. Đây là tôi đang thử ra tìm bài các bác này. Ok, vẫn tốt các bác nhé. Đó, rất là tốt luôn. Tu đi tu lại, các cái bình thường mà băng này rất là nặng các bác nhé. Thường các cái dòng băng này nó rất là nặng. Rất là tốt luôn. Đây tôi sẽ thử cái bên cạnh các bác này. Đây nha, thử cái bên cạnh các bác này. Con này thì được sử dụng một cặp bộ cơ y xì như là cái con sáp của F 3.7 các bác nhá. Cho nên là chất lượng cơ rất là tốt. Đó, cái này nó đóng không kít vào phát là nó sẽ phải kít vào các bác. Đó, kêu rất đều các bác nhá, bởi vì con này từ còn rất mới. Đây. Các bác nhìn tinh này, từ của em nó còn quá mới luôn. Rất mới luôn nhá. Đấy, cho nên là tiếng rất là chất. Cái phần cassette con này thì rất là ok rồi các bác nhé. Cassette rất là ok rồi. Tôi đã kiểm tra kỹ về vấn đề là tìm bài cũng như là tu đi tu lại, cũng như các cái chức năng của nó là rất là ok các bác nhé. Tu đi tu lại rất là tốt. Rất là ok luôn. Tôi sẽ tiến hành test cái phần radio các bác nhé. Radio của nó em nó các bác gạt lên trên này. Thành phố mang phong cách chuẩn resort living lần đầu tiên xuất hiện tại Hạ Long. Horizon Bay mang đến trải nghiệm sống xanh, kề vịnh, nghỉ dưỡng, giải trí 365 ngày. Đón sóng đầu tư bất động sản cuối năm cùng Horizon Bay với giá cơ sở đợt đầu hấp dẫn. Chương trình giải trí giúp đào tạo huyện nhà tiếp tục gặt hái được những thành tích nổi bật. Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1991. Từ Siêu, Tiến sĩ Lê Duy Trung, Tiến sĩ Ngô Thế Vinh, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lý. Vâng, như là bà vừa chia sẻ, dành tâm huyết cho quá trình chuyển biểu mô, trung mô, do vậy ngăn chặn quá trình sơ hóa thận, chống lại sự mất chức năng của thận, từ đó ngăn ngừa suy thận. Nhiều thành phần trong sản phẩm này kêu rất to các bác nhé. Có tác dụng giảm creatinin, ure và làm tăng hemoglobin huyết, từ đó giảm các triệu chứng của suy thận, chống thiếu máu, chống mệt mỏi, giảm tiểu đêm. Sản phẩm phù hợp cho cả những bệnh nhân mắc tiểu đường, mỡ máu cao, tăng huyết áp, viêm cầu thận. Xin lỗi, đây là phần FM. Đây AM ở đây ạ. Đây là phần AM các bạn này. Góp phần đưa truyện Kiều của Nguyễn Du để mà nhiều người biết đến. Theo nghiên cứu của bà thì cái chi tiết nào chứng minh điều này ạ? Nguyễn Du là bạn thân của ông, một tin cậy giao cho ông. Ngoài ra đây là sản phẩm hội tụ tất cả các tiêu chí mà giới chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên lựa chọn, như đứng vững trên thị trường hơn 10 năm, được đánh giá cao. Cái này là tắt mở nguồn các bác nhé, tắt mở nguồn là cái lên bước này này. Phối bởi công ty lớn. Tắt mở nguồn. Đặc biệt, theo khảo sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam năm 2021, có tới 9% người dùng hài lòng và rất hài lòng khi sử dụng sản phẩm thảo dược Ích Thần Vương. Sản phẩm Ích Thần Vương rất nổi tiếng và uy tín trên thị trường, nên quý vị có thể tìm mua ở hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc. Tôi quý vị cũng có thể test cho các bác cái phần line in của nó nhé.
cái đường lay in của nó thì nó ngay ở phía sau các bác nhé, ngay phía sau. Đây tôi sẽ cắm cái đường lay in để test cho các bác cái phần lay in của nó. À, cái này nó có phần lay in lay out các bác để tinh nhé, đây là lay out này và đây là lay in này. Lay in các bác chỉ việc cắm vào đây phát là được luôn. À, con này nó còn giữ được hình thức còn khá là đẹp các bác nhé. Mặc dù em nó cũng rất là nhiều chục năm rồi. Con này ra tầm khoảng là tập đầu thập niên 80 các bác nhé. Đầu thập niên 80. Ở đâu đó thì nó cũng tầm khoảng 45 rồi các bác nhé. 45 rồi. Cho nên là nó cũng rất là nhiều năm rồi. Thế nhưng người ta giữ được mức độ như này cũng rất là tốt rồi các bác nhé. Còn rất là sáng sủa, sạch sẽ, không có xuất xước cái gì. Như vậy là rất là tốt rồi, rất là đáng hoan nghênh rồi. Đây là in thì các bác có thể gạt ở đây này, gạt ở trên nút này này. Đây, đây in này. Đây là đây in. Âm thanh của nó rất là ok luôn các bác nhé. Tôi sẽ tiến hành mở cho bác xem cái phần ruột của em nó, để các bác trải nghiệm thực tế xem là mức độ của em này thì nó đẹp, nó có đẹp không. Đây tôi sẽ mở luôn để các bác xem. Con này thì tôi cũng xin phép được bắt được qua khoảng 6 cái ốc thôi, để cho nó tiện nhanh. Tôi sẽ mở các bác xem luôn. Ốc em này thì nó chạy y xì ốc của ban 7 các bác nhé, to đúng như thế luôn, rất là to. Tất cả những cái đài này thì rất ít khi bắt bằng tô vít máy các bác nhé, bởi vì là muốn giữ cho cái đài cái ốc nó không bị tét thì dùng tô vít thường là tốt nhất các bác nhé. Tô vít máy nó rất là dễ bị tét các cái đầu này. Đấy, cho nên là gần như không bao giờ dùng tô vít máy trong vấn đề bắt đài các bác nhé. Đó là cái rất lưu ý trong vấn đề đài. Thứ nhất là cái gen của nó cũng bắt vừa phải. Cái thứ hai là cái tô vít máy cái lực nó hay bị làm cho cái ốc nó tét đầu lắm. Các chi tiết về các cái máy móc khác thì có thể dùng hết máy được, nhưng mà cái về đài thì không nên dùng hết máy các bác nhé. Nó dễ bị quét cái đầu ốc thì trông nó rất là xấu. Mặc dù có thể các bác chỉ tháo ra một hoặc hai lần thôi, nhưng nó quét đầu ốc thì đâm ra nó thể hiện là rất là xấu luôn. Hôm nay thì cũng khá là bận rộn, cũng chưa có thời gian để mà cui hàng. Thì xin hứa với các bác là tầm sáng mai sẽ có cái video cui hàng cho các bác. Hàng ở đợt này về rất là nhiều, cũng rất nhiều những cái mặt hàng mà các bác đang quan tâm. Thì xin phép như thế để các bác thật sự thông cảm, là cũng khá là bận rộn. Đây, tôi sẽ tiến hành tháo cho các bác xem luôn. Em này thì tháo rất là đơn giản thôi các bác nhé, tháo rất là dễ dàng. Đây, đã được tháo ra rồi các bác này. Đấy, thì cái phần ruột gan nó đây các bác này, hết sức là đẹp luôn. Đó, ruột gan của em nó đây các bác này. Cơ còn rất đẹp các bác nhé, cơ rất mới, cơ con này mới 3 con 7 như nhau.
Em này thì đặc biệt là toàn bộ các cái hệ thống về dây cu doa và bánh tì là nguyên từ nước ngoài, cái là chạy tốt luôn các bác nhé. Tôi không phải thay mà tôi đã kiểm tra thì cái dây cu doa nó rất là tốt. Đấy, có nhiều con thì dây cu doa thì nó không còn được tốt. Thì con này chắc chắn là bên nước ngoài người ta đã có sự bảo dưỡng thay thế gì thì đó rồi. Thì cái dây cu doa nó mới tốt được như vậy. Hoặc cũng có thể là cái môi trường người ta bảo quản quá tốt. Đấy, thì cái dây cu doa nó cũng còn giữ được tốt như thế. Đấy các bác thấy không? Con này còn rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Cặp loa rất là to các bác nhé, nó rất là to. Rồi, ok, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm thì các bác vui lòng liên hệ nhé. Em này thì có cái phân khúc giá rất là hợp lý, dưới 10 triệu thôi. Thế cho nên là rất là hợp lý để cho các bác lựa chọn. Và điều đặc biệt là em này là một trong những em còn giữ được cái hình thức còn khá là đẹp luôn. Và 787 cũng là một trong những model cũng rất là ít trên thị trường. 757 thì có thể rất là nhiều, nhưng 787 có cái màu này là màu rất là ít trên thị trường. Cái màu này của nó là cái màu các bác nhìn tinh nó hơi có độ vàng chanh, hơi vàng kim thì cũng không hoàn toàn, nhưng đại loại nó hơi vàng vàng. Đây các bác nhìn tinh cái màu của nó này, hơi vàng vàng. Đấy là cái màu khá đặc trưng của cái model này. Thì bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nhé, thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp đến số thoại dưới bài đăng. Bác nào liên hệ không được thì các bác vui lòng nhắn tin nhé, trung tâm sẽ trả lời lại cho các bác luôn. Các bác không lo là không trả lời các bác. Nhiều khi có thể là bận rộn thì không có thể nghe máy luôn được, thì có thể là các bác nhắn tin nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé.